Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. 24/7, Care at Home, 714-725-7000. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn, 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến một cái đạo luật đã được ông Newsom ký thông qua, gọi là AB 418, cấm 4 cái chất phụ gia từ nay không được. Cái này cấm đó là thứ nhất, những cái nhà máy sản xuất thực phẩm nào mà ở tại California thì không được sản xuất thực phẩm dùng những bốn cái chất này nữa, và cũng cấm luôn cái chuyện mà mua bán rồi phân phối những cái thực phẩm mà có bốn cái chất bị ông cấm này. Vậy nghĩa là khi mà cái luật này bắt đầu có hiệu lực đó thưa quý vị, thì chẳng hạn như là Costco, quý vị cũng nhớ là họ nhập rất nhiều những cái hàng từ những cái nước khác, chẳng hạn như những cái bánh khô hoa quả rồi đó, thì thường là có những cái chất phụ gia trong đó, thì sau này Costco có lẽ là họ phải giống như là sàng lọc lại những cái mặt hàng ở trong cái cửa tiệm của họ. Và cái chất phụ gia thứ tư mà cái đạo luật này cấm, nó gọi là parabens thưa quý vị, nó thường sử dụng khi mà giống như là những cái món bánh mà đã được làm sẵn, những cái món nấu sẵn mà cần phải bảo quản để khỏi bị nấm mốc đó, thì chắc trước đây họ xịt vào trong cái món ăn hay là họ để những cái chất gì, cái bịch gì đó ở trong đó, thì bây giờ cái chất này cũng bị cấm luôn. Như lúc nãy chúng tôi thưa đó, cái đạo luật này đến 2027 mới chính thức đi vào hiệu lực thưa quý vị. Bên cạnh đó thì ông cũng thông qua một cái luật khác nữa, đó là từ nay cấm tất cả những cái cơ sở thương mại, từ khách sạn cho đến tiệm phone, nói chung tất cả khi mà đăng quảng cáo mà một cái giá đó thưa quý vị, chẳng hạn như mở phone đi, đăng quảng cáo rõ ràng trên cái tờ giấy ghi là 50 đồng cho một tháng, thì không được giống như khi người ta bắt đầu mở, người ta ký hết rồi, lúc đó mới lòi ra tiền mướn cái phone là thêm 5 đồng cho một tháng, rồi cái tiền gì đó, những cái phi gì đó thêm 5 đồng một tháng, vậy cộng lại không phải là 50 đồng một tháng, mà tổng cộng lại người ta bắt buộc phải trả một cái số tiền là 80 đồng một tháng, thì là không được nữa thưa quý vị. Thì cái đạo luật này của ông đó là giống như là không phải là ông cấm không cho những cái công ty này set cái giá, nhưng mà phải set giống như là minh bạch rõ ràng, khi mà quảng cáo bao nhiêu là phải bấy nhiêu. Mà quý vị biết là cái đạo luật này nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng đến cái ngành mà khách sạn, tại vì thường khách sạn đó họ cứ đăng là bao nhiêu, thí dụ 150 cho một đêm, nhưng thật sự không phải, lúc mà quý vị đến ở rồi đến cuối cùng ra cái bill đó là cộng thêm cái tiền service fee rồi tiền clean up fee gì tùm lum hết, cuối cùng không phải 150 cho một đêm mà có thể lên đến 200 cho một đêm. Thì bây giờ tất cả những cái ngành dịch vụ này, kể cả giống như là mở credit card rồi vân vân, tất cả luôn là giống như nếu như mà đăng quảng cáo thì phải là cái con số đó, chứ không được có ẩn ở dưới, giống như người ta đồng ý, người ta trả rồi đến cuối cùng nó lại ra một cái khác nữa, thì cái này là giống như là một cái hình thức lừa gạt thôi quý vị. Và bên cạnh đó thì cái luật mà cấm họ gọi là junk fees đó, thì cũng phải đầu năm tới mới chính thức có hiệu lực thưa quý vị, ngày 1 tới tháng 7 năm 2024. Và bên cạnh đó thì nói đến hai cái dự luật mà ông Newsom ông đã không có cho thông qua. Thứ nhất đó là cái dự luật lúc đầu đó, đây là cái dự luật mà Hạ viện của phía Dân Chủ muốn yêu cầu tất cả các trường công phải để bao cao su giống như là để ở các trong các restroom của trường hoàn toàn miễn phí
cho các em học sinh mà họ nhấn mạnh là các trường trung học trở lên. Thì được biết là ông nói ở cái lý do mà ông bác bỏ đó, thì ông nói là thứ nhất, ở California có 4.000 trường trung học với 1.9 triệu học sinh theo học, thì đây sẽ là một cái luật không cần thiết và nó sẽ có một cái chi phí khổng lồ, nó đè nặng lên cái thâm hụt ngân sách đã là 30 tỷ của California. Và cái việc này đó thì ông cũng nói là nó giống như nó khuyến khích học sinh quan hệ tình dục bừa bãi, mà trong khi cái chuyện này phải là cái sự giáo dục từ phía gia đình, cho nên là ông đã hoàn toàn bác bỏ. Và cái dự luật thứ hai mà ông bác bỏ thì là cái dự luật mà quý vị cũng nghe trong thời gian qua, là đầu tiên Seattle là cái thành phố đầu tiên ở Hoa Kỳ thông qua cái luật mà cấm không được kỳ thị một người được thăng chức ở trong hãng dựa vào cái họ gọi là cái caste system, cái gì, phân chia giai cấp đó thưa quý vị. Thì cái đó cũng là phía do các nhà làm luật đảng Dân Chủ, họ thấy Seattle đã thông qua thì thừa thắng xông lên. Hạ viện của Dân Chủ cũng muốn tiểu bang California, mà nếu như được ông thông qua đó là cái tiểu bang đầu tiên, chứ còn cái luật kia chỉ ở gói gọn ở cái thành phố Seattle thôi. Thì tuy nhiên ông Newsom ông cho biết là thứ nhất, hiện nay ở California có thể nói là tiểu bang mà đi đầu, có rất nhiều những cái luật cấm không cho kỳ thị ở tại sở làm rồi, từ không cho kỳ thị giới tính, sắc tộc, tôn giáo, vân vân rồi. Cho nên ông, và đặc biệt ông nói là cái vụ mà phân chia giai cấp thì thật sự không có nhiều người họ để ý đến cái chuyện này, mà thật sự cái luật này đó nó gói gọn trong những cái gia đình, những người mà có gốc Ấn Độ thưa quý vị, đạo Hindu với lại người Sikh đồ đó. Thì cho nên ông nói là nếu như mà thật sự thông qua như vậy thì nó lại làm cho những cái người mà sắc tộc khác, tôn giáo khác, họ chú ý đến những cái người này, thì khi đó mới lại gây ra những cái vấn đề về kỳ thị nhiều hơn. Ngoài ra có một dự luật bị ông bác bỏ, đó là giới hạn cái insulin 35 đồng. Vâng. Vâng, đây là một điểm đáng chú ý. Mọi người mà bị tiểu đường đó, cả bao triệu người ở California bị tiểu đường đó, họ hy vọng họ đang sử dụng cái insulin rất là đắt. Và có cái nguy cơ đó là những nhà sản xuất có thể giữ cho cái giá cao. Đó là lý do California tuyên bố là họ đã có hợp đồng tự sản xuất insulin cho tiểu bang California và bán ra chỉ với giá 35 Mỹ Kim một liều thôi. Thì ông Gavin Newsom giải thích như thế này: nếu mà California tự sản xuất rồi thì không có lý do nào chúng ta gây ảnh hưởng, bởi vì cái dự luật này có thể gặp phải cái sự kiện tụng của các nhà sản xuất insulin. Họ nói rằng bất công. California tự sản xuất rồi, bây giờ còn bắt họ phải giữ cái giá 35 Mỹ Kim nữa. Thì ông Gavin Newsom nghĩ rằng cái việc mà thị trường tự do sẽ định đoạt ra giá cả. Nếu mà chính quyền California sản xuất được và bán với cái giá đó rồi, thì ông nghĩ rằng các nhà sản xuất cũng sẽ phải giữ cái giá đó. Thì khi mà dự luật này được đưa ra đó, đã có nhà sản xuất họ đồng ý và họ đã tự giảm xuống với cái giá chỉ 35 hoặc là dưới 35 Mỹ Kim một liều mà thôi. Vấn đề mà hỗ trợ cho Do Thái, đặc biệt là bên phía chính quyền Biden tuyên bố là đứng bên cạnh Do Thái, ủng hộ hết mình. Nhưng mà đó là tuyên bố, còn cái việc mà yểm trợ tiền thì sao? Thì một khi mà bên phía Hạ viện không có chủ tịch thì cái số tiền nó chưa được giải ngân và chưa có những cái ngân sách mới. Vào thời điểm mà chúng ta còn vào khoảng 35 ngày, dưới 35 ngày nữa, là cái ngân sách tài khoá mới sẽ hết hạn và rồi lại đi tới cái việc có thể dẫn đến tình trạng đóng cửa chính phủ nữa. Mà ngày hôm nay thì các thành viên của Hạ viện bắt đầu nhóm họp trở lại để mà tìm kiếm ra một nhân vật lãnh đạo mới của Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở Hạ viện, cho nên cái việc mà Đảng Cộng Hòa chọn chủ tịch là cái chuyện theo luật. Thế nhưng trong tuần lễ vừa qua, ông Kevin McCarthy đã bị trục xuất, truất phế trong cái cuộc phiếu bầu. Thì do ảnh hưởng của cái cuộc chiến tranh Do Thái này mà Hạ viện lại không có chủ tịch nữa, thì không có thể làm việc được cho đến khi có ông chủ tịch. Bởi vì vị chủ tịch của Hạ viện là người
đưa ra các nghị trình làm việc và kêu gọi ra những cái phiếu bầu. Chứ còn bây giờ không có ông chủ tịch, không ai làm việc gì hết. Thì ngày hôm nay bên phía Hạ viện quay trở lại và ông Kevin McCarthy ngày hôm qua tuyên bố, nếu như Hạ viện muốn tôi trở lại làm chủ tịch, tôi sẵn lòng. Mặc dù trước đó ông tuyên bố, tôi không ra tranh cử nữa. Ông vẫn có quyền, mặc dù bị truất phế, nhưng mà không ai cấm ông tiếp tục ra tranh cử nữa. Thì hiện nay đang có những cái cuộc tranh luận rất lớn. Liệu có nên đưa ông Kevin McCarthy trở lại hay không? Các vị bên phía dân biểu của Đảng Cộng Hòa, những người ủng hộ, trong đó 40 người ủng hộ Kevin McCarthy đó, họ nói rằng Kevin McCarthy là một người ủng hộ Do Thái hết mình. Mà trong cái thời điểm biến động như thế này mà Hạ viện không thể làm việc được thì cái điều đó quá ư là tệ hại. Cho nên những người ủng hộ ông Kevin McCarthy lại muốn đưa ông trở lại. Tuy nhiên cái thành phần đối kháng đó thì không hoàn toàn không đồng ý. Họ lại muốn đưa những người khác lên thay thế. Thì cái chuyện này nó đưa ra một cái mớ bồng bong, nó chưa biết được sẽ đi về đâu và liệu rằng trong tuần lễ này Hạ viện có tìm được một vị chủ tịch hay không. Chúng tôi tiếp tục với bản tin này ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.